Tại sao nước Mỹ giàu có? Khi nhắc đến nền kinh tế lớn nhất thế giới hay một siêu cường, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến xứ sở cờ hoa, đó là nước Mỹ. Hoa Kỳ không chỉ có nền kinh tế phát triển nhất theo giá trị GDP danh nghĩa, mà còn lớn thứ hai theo sức mua tương đương. Đồng đô la Mỹ cũng là ngoại tệ có lượng dự trữ nhiều nhất ở các quốc gia. Những giao dịch quốc tế cũng được trao đổi nhiều nhất bằng đồng tiền này. Nước Mỹ còn khẳng định vị thế số 1 bằng lượng vàng dự trữ chiếm 3/4 trữ lượng vàng của thế giới. Nền khoa học công nghệ tiên tiến với những công ty, tập đoàn có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Facebook, Google, Microsoft, Apple hay Amazon, lực lượng quân sự hùng mạnh và khả năng trả nợ của chính phủ Mỹ. Không những thế, Hoa Kỳ là một trong những thị trường tài chính lớn và có ảnh hưởng nhất. Theo đó, thì thị trường chứng khoán New York hiện là thị trường chứng khoán có mức vốn hóa lớn nhất thế giới. Vậy điều gì làm cho Mỹ từ một quốc gia lép vế hơn nhiều so với các nước châu Âu đã vươn lên thành một siêu cường số 1 thế giới và giữ vững vị thế đó trong hơn một thế kỷ qua? Nếu giả sử các quốc gia như những cá thể đang làm ăn kinh doanh, thì ai có được những điều kiện thuận lợi nhất như vị trí kinh doanh, ít xảy ra những xích mích, xung đột hay tư thù, có nhiều thời gian để tập trung cho việc làm ăn, có chiến lược khôn ngoan và biết nắm bắt những cơ hội trước mắt, thì nhiều khả năng sẽ dễ phát triển việc kinh doanh của mình hơn các đối thủ khác. Kể từ khi lập quốc vào năm 1776 đến nay, nước Mỹ chỉ có chưa tới 300 năm tuổi đời, trẻ hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia khác. Và trước Mỹ thì các quốc gia châu Âu mới là những siêu cường thế giới về mọi mặt. Thế nhưng cục diện thay đổi kể từ sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Trong cuộc thế chiến lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918 diễn ra vô cùng khốc liệt ở chiến trường châu Âu giữa phe hiệp ước và phe liên minh, dẫn đến kết quả là không một nước châu Âu nào thực sự giành chiến thắng vì tất cả họ đều chịu những tổn thất vô cùng nặng nề cả về kinh tế, quân sự, về người và của. Sau cuộc chiến, châu Âu đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Còn Hoa Kỳ ngay từ đầu đã theo đuổi chính sách trung lập, không can thiệp, nhưng đồng thời cũng đã nắm bắt thời cơ, thu lợi từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các nước tham chiến, bao gồm lương thực, đồ dùng hay cho vay lấy lãi. Điều này đã làm cho nền sản xuất, công nghiệp của Mỹ phát triển vượt trội và các khoản chi phí quân sự của các nước châu Âu đã đem lại lợi nhuận kết xù cho các công ty của Mỹ. Mỹ chỉ tham gia vào giai đoạn gần cuối cuộc chiến nên những tổn thất là vô cùng nhỏ so với các nước như Anh, Pháp, Đức, Nga. Trong khi các nước châu Âu đều bị tàn phá nặng nề, thì Mỹ lại giàu lên từ các bản hợp đồng béo bở, cũng như các khoản bồi thường chiến phí từ nước thua trận. Châu Âu trở thành con nợ của Mỹ, và gần một nửa số vàng dự trữ của thế giới đã chuyển sang cho Hoa Kỳ, làm nền tảng để Mỹ chiếm 3/4 trữ lượng vàng thế giới sau này. Cũng chính cuộc chiến này đã lấy đi vai trò lãnh đạo văn minh nhân loại của châu Âu, và dần dần vai trò đó chuyển sang bên kia đại dương cho Hoa Kỳ. Đến Thế chiến 2, một lần nữa diễn ra chủ yếu ở chiến trường châu Âu từ năm 1939 đến năm 1945. Hoa Kỳ vẫn duy trì chính sách trung lập không can thiệp và thu lợi khổng lồ từ các hợp đồng bán vũ khí, nguyên liệu, lương thực, v.v. Tuy đã tham chiến vào cuối năm 1941 sau sự kiện Trân Châu Cảng, thế nhưng khi cuộc chiến kết thúc, các quốc gia đều kiệt quệ và bị tàn phá nặng nề. Riêng Hoa Kỳ là nước duy nhất không bị tổn thất nặng mà còn giàu lên, trở thành một siêu cường kinh tế cả về quân sự. Ngoài việc thu lợi lớn từ hai cuộc chiến tranh thế giới, Mỹ cũng là lãnh thổ ít bị tàn phá từ các thế lực bên ngoài. Vị trí địa lý là một yếu tố vô cùng thuận lợi khi Mỹ nằm giữa hai đại dương bao la là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, gây nhiều khó khăn cho những nước có ý đồ xâm chiếm và giáp ranh Mỹ là những nước ôn hòa. Vì thế, họ không tốn nhiều nguồn lực để khắc phục hậu quả từ các cuộc chiến như nhiều nước khác, mà có nhiều sức lực và thời gian để phát triển đất nước. Ngoài tài nguyên đất liền phong phú, Mỹ còn có thể khai thác tài nguyên biển cực lớn từ hai đại dương bao quanh. Trong số dòng người nhập cư sau khi chiến tranh kết thúc, có không ít là những chuyên gia, những bậc thầy về nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này cũng mang đến cho Hoa Kỳ tập hợp những bộ óc xuất sắc nhất, bổ sung vào nguồn lực dồi dào đang trên đà phát triển. Từ đó tạo nên những phát minh vĩ đại, những công ty tập đoàn toàn cầu hay các cuộc cách mạng công nghệ, kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật. Khi đã vươn lên vị trí dẫn đầu thì ai cũng muốn duy trì vị thế đó trong thời gian lâu nhất và Mỹ đã thực hiện bằng cách gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế. Petrodollar là một trong số những chính sách được áp dụng và mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ. Theo đó, qua những thỏa thuận với Mỹ thì những nước xuất khẩu dầu chỉ nhận thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, mà dầu mỏ là mặt hàng quan trọng nhất cho sự vận hành của các quốc gia nên việc mua bán trao đổi dầu phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la. Các nước muốn mua dầu cũng phải quy đổi sang đồng đô la Mỹ. Với sự ảnh hưởng trước đó của đồng đô la thông qua chế độ bảng vị vàng, sự ảnh hưởng trên trường quốc tế, vị trí siêu cường kinh tế và quân sự như ngày nay, cùng với petrodollar làm cho nhu cầu về đồng đô la Mỹ không có chiều hướng đi xuống, và đó cũng là lý do các giao dịch quốc tế ngày nay được thực hiện nhiều nhất bằng đồng đô la. Đây cũng là đồng tiền có lượng dự trữ lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của nhiều quốc gia. Mỹ là nước có thể in thêm rất nhiều tiền mà không quá lo về lạm phát, không phải phụ thuộc vào của cải, tài sản và nguồn lực hiện có của đất nước. Nên nếu cần in tiền thì Mỹ sẽ in thêm tiền. Vị trí siêu cường của Hoa Kỳ ngày hôm nay không chỉ được hình thành từ những yếu tố kể trên mà sẽ còn nhiều nguyên nhân phụ thêm khác.
Nhưng có thể thấy, hệ quả từ hai cuộc thế chiến đã mang lại cho Mỹ một nền tảng vững chắc về nhiều mặt, đó như những đồng vốn quý giá đối với người kinh doanh để phát triển sự nghiệp sau này. Và bằng những chính sách điều hành của mình, Mỹ đã duy trì vị thế số 1 trên trường quốc tế cho đến tận ngày hôm nay.